Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh How to Game của mình nha. Sau cái lần mà vượt ngục, ủa là sau cái lần mà cướp nhà tù Liên bang Mỹ mà thất bại lần trước đó, thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm nhà tù đó ha. Coi cái cuộc sống của tù nhân không, của như Minh Béo đó bị bắt vô chổng á, từ nhà tù đó sinh sống làm sao ha. Có cái gì ở chổng, sinh hoạt làm sao, thể dục rồi ăn uống làm sao đó, thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng đó. Thì như các bạn thấy đây là nhà của mình nè nha, đó. Nhà cũng không có rộng lắm, cũng vừa thôi mà cũng đầy đủ tiện nghi ha, của vợ già mình sống á. Đây nó ngồi đây nè, sướng lắm, ngồi ghế sofa rồi coi phim hay hoạt hình nữa ha. Đó này quýnh không được chứ, quýnh được là tán đồ cái có quạt rồi ha, tủ sách rồi ha. Đây phòng ngủ, phòng ngủ đây, cái tủ nhỏ để ba con sói vậy. Sao làm ăn hoài mà không có đứa con nào hết trơn, cứ hai chồng hoài. Rồi rồi mình đi ra ngoài thôi. Đó. Sáng sớm trời mát mẻ, chắc đón taxi lên đó quá. Đây cái nhà tù mình hôm trước mình có dẫn các bạn đi rồi đó, nằm ở trên đây nè. Đó. Ha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ lái siêu xe lên đi. Lái siêu xe lên đi. Chỉnh mình kiếm chiếc xe nào ngon ngon chút xíu đây. Đây đây super car nè, đấy đấy rất là nhiều cái bản mod này, rất là nhiều cái siêu xe cho các bạn lựa ha. Đấy, thích còn mình là mình thích màu xanh lá cây, cái màu xanh lá cây nó hợp với cái mạng của mình ha. Mình thích gì đòn chút. Đây con này đi, con này nó kệ đi, màu này cũng được. Cái bà đi. Rồi, đi thôi. Tại sao nó chạy nhanh cái vậy? Ấy chà, đúng rồi, quên. Quên tại vì hồi tối mình có mod. Cái này. Mày, mày sao nó kiếm chuyện với mình vậy? Mày mày ấy á, ấy da. Ấy da. Mày sao đánh không được vậy? Mày hả con, mày tào lao, mày tào lao kiếm chuyện hả, kiếm chuyện à, kiếm chuyện chết gì con. Này các bạn đợi mình tí để mình chỉnh cái tốc độ chiếc xe lại ha. À tối chỉnh lên đi, đây lại vừa thôi. Đi vô xe cái đi. Rồi. Cho nó lái lên cái chỗ nhà tù đó. Sao con xe nó chạy lẹ với người ta, thấy da văng ra ngoài luôn rồi. Đang để mình coi lại cái nhà tù ở đây, đúng rồi. Rồi đi đi chứ, cho tốc độ cao lên chút. Rồi đi học tường hả, đấy
xe cộ nhiều quá. Đây mình giảm cái đó, giảm cái tăng tốc của nó lại mới được. Chỉ bấm con cái mà chạy quá trời. Đây rồi, từ từ mình chạy cho khỏe. Đây, nó auto nó chạy lâu quá. Đấy, các bạn thấy ta đã lụa chưa? Tí này phải có nãy mình quên chỉnh, có chỉnh em nào đi theo cũng vui. Thôi nhưng mà không, mình đi vô tù không. Dẫn gái theo lưu vui lắm. Câu mấy tù kia nó dầm nó ra, để lộ nó lạo trong đó. Đấy. Ây da, chạy này là giống như kiểu chạy bất chấp luôn các bạn. Con nhà tù nó đã cắt xa thành phố rồi, chạy lâu. Chạy xe mà còn thấy lâu nữa, hôm trước như chạy bộ dơ dơ vậy. Cứ công nhận mình cũng siêng thiệt. Không biết các bạn nào theo dõi với mình chạy bộ chung luôn, các bạn nó cũng siêng giống mình luôn. Ủa chiếc xe tôi đâu rồi? À, đụng văng ra ngoài luôn. Đây, tiếp tục. Tôi được tắt xuống luôn nè, khỏi để vòng. Rồi. Tới đây mình cho bắt đầu bấm vô tù ha. Nó có cái bản mod để mình vô tù được các bạn. Thì nữa để cái này mình chỉ các bạn sao ha. Giờ mình vô tù trước đi. Đấy. Thấy chưa? Nhà tù sáng sủa, sạch sẽ, đẹp đẽ, không gọn gàng. Đây, đây nhìn ra ngoài. Không, mày mấy đại ca đứng đây nè. Cái chuyện nó bắn thấy mày. Đó. Đây. Mười hai giờ rồi nè, đồng hồ mười hai giờ, sắp tới giờ ăn cơm của mấy người tù. Mình chạy xuống dưới mình đi tham quan ha. Cái này là bình thường á, nếu mà bình thường các bạn tới đây thẳng đây á, thì mình sẽ bị cái sao á, bạn thấy cái góc trên bên phải mấy cái bốn ngôi sao nó chớp chớp không? Đó là tại mình chỉnh cái chế độ mà không có bị bắt á. Nào. À, đây là phòng, đây là toilet. Đây là toilet. Trời ơi. Trời ơi. Có bê đê đây luôn hả? Ồ. Trời ơi, con mẻ kìa, con mẻ. Trời ơi, chết. Trời ơi. Ôi cái này 18 cộng rồi. Các bạn, các bạn đi tự khám phá ha. Rồi vô đây thử này. Đây vô từng phòng coi. Đây là phòng như phòng máy vậy ta. Phòng giặt đồ. Phòng giặt đồ đúng rồi. Giặt đồ. Hơi nước rồi nè. Hơi nước rồi nè. Đi lên đây coi có gì trên đây không. Ồ đây cũng máy móc không à. Đi xuống đi. Qua phòng khác mình tham quan coi có gì bệnh không.
là giống như là giám đốc mà đi 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 đi, đi kiểm tra trong tù vậy. Đấy. Đấy, kia mình đi rồi, ở đây mình chưa đi. Cửa cuối này chưa đi nè. Cửa cuối này như là thăm rồi, à, đây là biệt giam các bạn. Đây là phòng biệt giam ha. Đó. Mưa gió gì hứng hết nè. Bởi ở biệt giam rất là mệt nha. Vô biệt giam là không có ở mình, không có ai chống chơi. Đây, vô phòng này mình coi đây. Ủa, sao nó quýnh mình vậy? Ây da! Mày mày quýnh ai vậy con? Mày quýnh ai vậy? Mày quýnh ai vậy? Tào lao mày, mày tào lao, mày tào lao. Không ai làm gì nhau cho tự nhiên ba lại quýnh ta. Ba lóc ba xòm. Đây là phòng căng tin đó các bạn. Căng tin mà dành cho tù nhân mình ở nè. Kiếm cơ hội có gặp Minh Béo được không? Rồi này ăn rồi sao xỉu tại bàn luôn vậy? Xỉu tại bàn luôn vậy? Đi qua đây mình tham quan coi. Rồi cái gì ở đây vậy? Trời. Cái ăn đầu bếp này nó tới rồi hả? Chịu hết nổi rồi, chơi cái bàn luôn hả? Đây đây là sao nhà bếp ha. Cái bí quá trời bự. Cái dao rồi. Rồi cha này nấu lo nấu lo bơ lắp bơ sạp luôn. Nấu cái gì đây? Này giống như nấu cắm heo quá vậy trời. Rồi nấu không lo nấu đứng nhảy nhảy hồi khác mẹ chân. Gì? Nhìn không? Tắm miệng cái giùm nhìn không? Nó láo cho anh là anh đọc hết nha. Đây để lên lầu mình coi có gì trên đây vui không. Ô trên lầu chỗ chỗ cho mấy sếp ăn. Mình nó mẹ nó quýnh mình nữa là gì kìa. Mẹ nó quýnh nữa là gì kìa. Ây da. Mấy này mấy cây tù này giống như mấy vô côn như vậy. Ủa sao bị văng ra ngoài vậy? À nãy mình quên chỉnh bất tử hèn chi. Thì nó quýnh văng ra ngoài. Mời các bạn đợi mình chút, mình chỉnh lại bất tử cái nha. Mình trải nghiệm cho nó ngon ngon chút. Đây, vô lại. Bất tử mà nhảy cho đem nhảy xuống rồi cho lẹ. Đây nè, vô phòng này. Phòng này vô rồi. Mày vô rồi, ở đây căng tin cũng vô rồi luôn. Đánh này xỉu luôn. Rồi mình qua đây. Vô phòng này đây. Ồ, này chỗ nào vậy ta? À, cái phòng này là phòng của sếp. Phòng này là của giám đốc chạy cái tàu. Đó. Đây. À, có mấy laptop nè ha. Hút hút đồ video rồi nè. Hai cái laptop luôn. Đúng là phòng của boss nó khác à. Quá dữ. Hai. Ta sẽ đi qua phòng khác coi coi có gì vui không. Mày cho đi ra ngoài luôn á. Đó, biết lắm mà. Cái chỗ thăm tù của hổng là chỗ nào quên tiêu rồi ta. Đây, ở đây có mấy chỗ còn vô được. Ngoài này tù nhân đang ngồi giờ giải lao các bạn. Cơm xong mình ra đây ngồi nghỉ ha. Có giám thị đi vòng vòng nè. Mấy cây tù đi vòng vòng nè. Đó, thì mấy cái chỗ đó đỏ là mấy chỗ mình vô được nè. Mình vô chỗ hồng này trước đi. Vô trong đây. Vô chỗ hồng này coi có gì không.
Đây như cái chỗ chắc thăm tù này nè. Đây 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 đây, cái chỗ này là chỗ thăm tù nữa bạn. Giống như thân nhân mình lại mình thăm đó bạn. Đó, giống như ngoại thiện của mình luôn ha. Ồ có em này xinh quá ta. Ồ, số đo qua vòng quá chuẩn. Đó, có con ghệ ở tù quá ổn. Đây. Ủa có thằng bạn tôi nó đi thăm ai vậy? Không lẽ đi thăm tôi vậy? Ồ, có bà này quá bốc. Ở trong kia cũng có cửa vô nữa kìa. Này mình có lật bàn mình đóng ghế gì được không ta? Được rồi. Rồi ha, đó là phòng thăm tù. Đây. Chỗ này nhiều, nó nhiều cái ngăn lắm bạn, nhiều cái nó ngăn nhiều khu á. Ở đây đi ra ngoài luôn rồi. Ra ngoài luôn rồi, đi chỗ vô. Đây đi chỗ vô lại. Đây hết rồi phải không? Hết rồi mình đi ra chỗ khác. Hết rồi đi 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 lại chỗ khác. Không đi ra đây không? Vô phòng này coi có gì trong đây không? Ồ đây là cái khu điều hành. Đây, đây là khu điều hành. Phải không ta? Phải khu điều hành không ta? Hay cũng là cái trại giam. Ở cái này là phòng giam giống như là giống như phòng VIP vậy ta. Đây nè các bạn thấy nó ghi No gum or candy in cell, là nó hình như là nó không cho gửi kẹo si gum với kẹo mà kẹo ngậm của mình đó bạn. Mình cũng dốt tiếng Anh lắm, mình hiểu sao mình dịch vậy thôi. Ê, không có vui à, không có vui à. Có làm cái gì đâu mà bắn súng điện tao. Có làm cái gì đâu. Có làm cái gì đâu. Nằm ở đây. Kiếm chuyện nè, kiếm chuyện nè, kiếm chuyện nè, kiếm chuyện hả? Kiếm chuyện hả? Mấy cậu nó bỏ nó chạy luôn rồi. Chạy hả con? Đừng có chọc bố nóng nha. Thấy chưa? Chạy đâu? Chạy đi đâu? Bắn đã rồi chạy. Ba lát ba sàm. Ba lát ba sàm. Lao không? Sẵn rồi cướp tù luôn. Bà nội nó anh mày đi tham quan rồi mà bà lắp bà sạp. Không. Chết hết đi. Ủa, tôi đi tham quan mà làm ghê quá à. Đây súng này nhóc đây đi kho súng. Wow. Nhà tù mà để súng ghê vậy ta. Ok. Có anh nào ở đây nè. Cái đó đi. Đi tham quan mà làm khó làm dễ quá. Lên lầu có gì trên đây không? Gặp là bắn à. Đây lên lên tốt trên sân thượng luôn rồi.
xuống đi. Tù gì nhà tù Mỹ gì không vui gì chứ. Tôi vô tôi chơi mà bắn quá trời bắn. Không phái rồi đó nha. Không phái rồi đó. Ủa phòng này nãy mình vô rồi. Washington County. Ồ đây là cái quận. Đấy. Thôi chơi đã, đi ra đi. Và mấy con tụ nó sợ nó chạy chơi. Vô phòng nó thăm. Ồ đây có toilet, và toilet cũng sạch sẽ quá ha. Có bồn rửa tay rồi nè. Giường ngủ ha, thằng trên thằng dưới. Tối mà ở đây thằng trên nó đã dòm dắt thằng dưới hứng hết. Đấy. Rồi đi ra. Qua chỗ khác, qua khu này coi. À cái phòng này là phòng của bệnh nhân. Ủa là tù nhân. Hồi nãy mình là mình ở bên kia các bạn. Ở bên kia là của thân nhân đi thăm. Thân nhân đi thăm, còn ở đây là của tù nhân. Đó. Rồi, để chạy kiếm vòng coi còn chỗ nào mình chưa tham quan nữa không. Bạn thấy không? Trên nó đứng nhóc hết trơn không? Đó. Này bị tự kỷ hay gì ngồi đó nãy giờ khóc ngóc gì đó vậy? Ở trên mấy cái bốt ở đằng xa xa đó bạn. Mà cũng có người đứng ở trên đó luôn đó. Nhà tù liên bang mà. Để... Mình nói nhà tù liên bang cho nó sang thôi chứ nhà tù là một cái quận Los Santos thôi. Ờ chắc hết rồi quá. Chắc có nhiêu đó à. Đó thì cơ bản là chúng ta cũng biết được cái trong cái nhà tù cái cách sinh hoạt của tù nhân nó ra làm sao ha. Rồi có phòng gì thì nó cũng tương tự như cái này nó mô phỏng theo cái thực tế ngoài các bạn đó. Mà đi nãy giờ sao không gặp Minh Béo rồi nè, không biết Minh Béo bị nhốt ở đâu. Cái này thì bình thường có tù nhân ta sinh hoạt ngoài này nữa bạn, để mình chỉnh cho bạn xem ha. Tại này bình thường các bạn vô nó thì nó dán que à. Phải có cái bản mod đưa vô thêm á mới đó. Không à, giống như có tù nhân đứng hút thuốc rồi nè ha. Nó hút thuốc thì hút cái khu viên. Mấy này là nó muốn kiếm chuyện với mình, nó lại nó đâm mình đó. Đó. Ai da. Nói không, kiếm chuyện là bị mấy cây tù bắn liền. Rồi mấy cây tù này bắn lộn với nhau luôn. Rồi nó có xe đạp rồi ha, cho nhà tù tù nhân chơi rồi nè. Đấy. Kìa kìa kìa, mấy cây tù sao nó bắn lộn với nhau kìa. Không hiểu luôn. Tù gì bắt nháo sợ, bắt nháo vô cùng. Rồi. Giờ tôi không biết tôi theo phe ai luôn. Cha này sao cha nhắm mình vậy? Rồi kìa bắn lộn nha luôn kìa, hai thằng bắn lộn nha kìa. Ui bắt nháo vô cùng. Ồ có chó luôn, có đuôi chó luôn nè. Ờ con chó này dữ lắm nè các bạn. Nó cắn mà nó không nhả đó. Cắn chết thì thôi đó, con này nè. Con này giống con bulldog cái gì ta. Thôi chỉ 1 phút nông nổi thôi mà bắn lộn nhau. Rồi thằng này nằm giật 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 luôn. Oh shit, I need cover.
Trời, tán loạn chân. Chó sao không thả ra rồi. Đây có chó ngoài này nữa bạn. Ông tù nó có nuôi chó luôn. Kìa kìa. Nó gượt kìa. Nó gượt nào kìa. Chó gì ú nuôi vậy ta? Mấy con này mà đem lên nướng nha. Nấu lẩu ha. Ủa nó vượt ngục nó chạy ra ngoài luôn. Mấy con tù là không có để chạy ra ngoài được, nguy hiểm lắm. Phải hạ nó mới được. Nó không cho nó chạy ra ngoài. Trời ơi. Một thằng mà sát thủ mà hàng loạt mà chạy ra ngoài là coi như xong. Là bóc cái bọc luôn. Ây da, thánh nào bắn mình vậy? Rồi, thôi được rồi. Rồi với hôm nay cơ bản là vậy các bạn. Có thể là mình cũng lần đầu mình làm clip thôi, quay video thôi, cho nên là có thể là không có nhiều kinh nghiệm đó, rồi mình có thể là mình làm từ từ, mình sẽ cái clip của mình nó sẽ hấp dẫn hơn. Nói chung là mình chơi sao thì mình quay lại cho các bạn xem vậy thôi, để cho các bạn có thể trải nghiệm chung được với mình, chứ chắc có thể là làm lâu năm nó mới chuyên nghiệp giống mấy YouTuber khác thôi, rồi cách nói chuyện mới cuốn hút được. Cách mình nói chuyện có lẽ là hơi nhàm phải không? À, thôi không sao, các bạn thông cảm ha. À, thì bữa nay mình dẫn các bạn đi thăm nhà tù đó. Thì có thể là lần sau á mình sẽ nếu mà gặp mình tổ chức một cái buổi mà cướp tù khác, nó hoành tráng hơn là bữa hổm đi cướp tù mà bị tới nơi bị mấy anh em quay lại bắn quá trời luôn, thành ra là bó tay ha. Đó thì dẫn các bạn đi coi tham quan nhà tù. Rồi nhớ trong cái tập tiếp theo á, mình sẽ dẫn các bạn đi xuống biển đó, mình tham quan những cái mà những cái tàn tích đó bạn, những cái tàn tích mà lâu năm ở dưới đáy biển ha. Rồi mình sẽ đi được những cái chỗ mà độc đáo đó. Thì nói chung là mình rảnh là mình làm video cho các bạn xem đó, mình chơi có gì độc đáo mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Rồi rồi vậy các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại trong những clip sau ha.